Ở đây có cây khế nữa các bạn, cây khế nhỏ gần bộ chuối. Cây khế này mà bứng vào chậu làm hiển rất đẹp nha các bạn. Đây, gốc sát bộ chuối. Chào các bạn đã đến với kênh Bang Bê Tiến Dũng. Hôm nay mình chia sẻ vườn nhà người em mình nha các bạn. Mời các bạn cùng xem. Đây vườn nhà người em mình nè các bạn. Có trồng lá dứa nữa. Dứa dòm thấy mê quá. Lá dứa nhiều xanh mướt luôn các bạn. Rồi đi dạo vòng mình ra phía sau nha. Mời các bạn cùng xem. Đây có bụi nghệ to quá các bạn. Đây có mấy cây mít. Cây mít này còn nhỏ các bạn. Đây là chuồng gà. Giờ trưa rồi, gà đi ra ngoài hết rồi các bạn. Đây có hầm cá nữa. Cá mà không thấy cá, chắc lặn xuống dưới đáy hết rồi các bạn. Trồng chuối nữa. Còn đây là cây sứ kiển trên hồ nước. Trên hồ cá các bạn. Rồi đi tiếp xuống phía sau. Còn các con cái gì thì mình quay cho bạn xem ha. Thank you.
Đây có cây mai thiệt đẹp các bạn ơi. Cây mai này tết trổ cắt đẹp lắm. Đây có cái kiểu gì mà mình không biết các bạn. Bông màu trắng. Nhìn đẹp quá mà mình không biết tên. Đây là cây đu đủ. Cây kiểng này lạ quá, lần đầu tiên mình mới thấy, mình cũng không biết tên gì. Nhìn rất đẹp lắm các bạn. Thôi tiếp tục đi xuống phía sau giường. Đây là cây mít Thái chưa ra trái các bạn. Khu vườn miếng đất của em mình có hàng rào tường bao quanh. Đây là vách tường bao quanh này các bạn. Đây có cây me còn nhỏ chưa có trái. Những con gà đang vô trú mát ở đây các bạn. Đây, đó đang chạy ra, mấy gà đang chạy ra thấy các bạn. Cây đu đủ.
có mấy trái còn nhỏ. Có cây chuối đã ra hoài nè các bạn, chuối già trái to dòm thấy mê quá các bạn. Một quầy chuối được 6 nải, 6 nải các bạn. Nhìn thấy mê quá các bạn. Thì thân nhỏ quá, mới chọi cái chọi cái cây này chịu lại chứ không ấy là ngã xuống đất rồi các bạn. Đây có cây đu đủ nữa, thấy cây đu đủ mà trái còn nhỏ. Nhà người em mình trồng một rừng phát tài luôn các bạn. Các bạn nhìn ha, quá đẹp luôn các bạn. Đây. Tươi tốt quá. Quá trời phát tài. Phát tài này mà bứng vô chậu để trước nhà phong thủy cũng tốt lắm các bạn. Đây có cây nhỏ xíu mà nhìn rất đẹp. Còn ở đây là cây xoài, cây xoài nè các bạn. Này hết trái rồi. Không có trái. Sân nhà rộng quá ha các bạn. Đây là vách tường bao quanh khu miếng đất.
trồng phát tài không? Tươi tốt, lá xanh mướt luôn ha các bạn. Tổng quát ha, cái vườn của người em mình nha, đây quá rộng luôn. Còn cây này không biết cây thuốc hay cây gì cũng nhiều nè các bạn. Cái gì thấy lòng cũng nhiều. Thôi, mình đi vô nha các bạn. Mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, share, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc. Bye bye các bạn.